Lắp bánh lắp cân là được. Xong nó đi nó biến mẹ thằng đâu nó ở đấy đâu. Vì cái bánh nó cân cân thế là được. Đi được nó được. Không phải nhá, thằng này nó thằng đâu cách cái mấy cây mà. Có cái này là, phải đèn nó này. Thằng kia đèn cái này. Ừ, cái này đèn cái đấy. Thằng ở làng kéo đây hả đó này đây bỏ đi cái này á xé rồi kéo cắt mẹ hết anh ơi, kéo này.
Thôi bây giờ bồ hơi đi. Bồ hơi đi qua. Đây đây đây, tôi phải đi bóng. Lấy cái túi ở chỗ cắt bóng tay nó thò hẳn ra ngoài ấy, trên trên xe chanh mà.
thôi.